Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường trở lại kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao. Nên trong tối và đêm nay, tiết trời phổ biến nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 19 độ. Sang ngày mai, trạng thái rét khô vẫn bao trùm khắp Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nên thời tiết phổ biến khô ráo. Sáng sớm mai, mức nhiệt sẽ dao động trong khoảng từ 15 đến 17 độ. Trời xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, đặc biệt ở khu vực vùng núi Ba Vì và nơi có sông Hồ lớn. Đến trưa và đầu giờ chiều, trời giảm mây và hửng nắng, nhiệt độ cao nhất đo được trong ngày mai ở ngưỡng 23 độ. Độ ẩm không khí vẫn ở mức khá thấp, chỉ từ 40 đến 50% nên vẫn hanh khô một cách rõ rệt. Tối và đêm mai, khi trời tắt nắng, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, giảm 8 độ so với buổi trưa và ở mức thấp nhất chỉ 15 độ. Dự báo trong 3 ngày tới, khối không khí lạnh có cường độ tương đối ổn định, do đó trời phổ biến tạnh ráo, ban ngày có nắng, nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 16 đến 23 độ. Sau đây sẽ là thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra tại phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 22 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Còn tại trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Và cuối cùng sẽ là dự báo chi tiết của Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại!